Xin kính chào và cảm ơn các bạn đã và đang theo dõi video. Ở video này, KTV xin chia sẻ cùng các bạn cài đặt và thêm ví AppTote vào trình duyệt web. Thưa quý vị, hiện tại AppTote Wallet chưa có trên phiên bản mobile. Đây là một blockchain hệ sinh thái còn rất chi là mới và họ đang phát hành phiên bản testnet. Nếu như quý vị cài đặt cái ví này và quý vị làm các nhiệm vụ để testnet blockchain thì quý vị sẽ có cơ hội để nhận được airdrop khi phiên bản testnet chính thức được phát hành. Trước hết, ở đây KTV sẽ vào địa chỉ mertiền.wallet.xyz. Quý vị cần truy cập đúng cái địa chỉ. Rồi, để cài đặt ví AppTote vào trình duyệt, ở đây KTV sẽ chọn Add to Browser. Vì ở đây KTV đã cài một cái trước rồi, bây giờ KTV sẽ xóa một cái này đi. Rồi, bây giờ chọn thêm vào Chrome. Chọn thêm tiện ích mở rộng. Để tạo một cái ví mới, chọn vào Create a New Wallet. Ô thứ nhất, quý vị hãy nhập điền mật khẩu, đặt mật khẩu. Ô thứ hai, quý vị xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Nhập xong, quý vị tích vào ô I have read. Click vào Continue. Quý vị cần copy hoặc viết lại 12 cái giấy ký tự này và tuyệt đối phải giữ bí mật không được để lộ. Còn ở đây KTV không có sử dụng nên KTV sẽ để lộ như thế này. Rồi chọn vào Continue sau khi đã sao chép 12 cái ký tự. Đây là cái phím tắt quý vị có thể lưu lại. Chọn Continue. Quý vị có thể join vào Discord của AppTote Wallet để cập nhật thông tin và follow cái mạng xã hội Twitter của AppTote Wallet. Rồi chọn Finish. Quý vị chọn vào cái tiện ích mở rộng trên trình duyệt web sẽ thấy cái ví AppTote Wallet đã cài đặt thành công. Bây giờ KTV sẽ mở lên. Đây là phiên bản DevNet, nhưng DevNet hiện chưa chính thức phát hành, chưa chính thức khởi chạy. Quý vị vào cái biểu tượng màu vàng phía bên trên này, chuyển sang cái testnet, rồi chọn vào airdrop. Ok, quý vị sẽ nhận được một cái đồng coin APT. Để nhận được nhiều chương trình airdrop, quý vị có thể vào cái biểu tượng hai cái hình tròn. Quý vị có thể vào tất cả những bất cứ một cái trang nào họ đang xây dựng trên cái blockchain của AppTote để swap hoặc nhận những cái token họ đang chạy testnet. Ví dụ ở đây KTV sẽ vào cái Bluemore chẳng hạn. Quý vị có thể kết nối với lại ví. Ở đây là Martin Wallet. Chọn ok, đã connect. Quý vị có thể chọn vào APT First để nhận cái đồng coin APT. Quý vị cần chờ một hoặc vài phút.
Họ thông báo quý vị cần trả lại sau. Không sao, quý vị lại vào cái ví Aptos. Chọn vào cái app. Quý vị có thể vào bất cứ một cái nào họ đang xây dựng. Ví dụ ở đây là cái app Top Swap. Chọn Connect. Chọn ví. Chọn App Pro. Ok, cái trang này thì họ còn đang xây dựng và chưa hoàn thiện. Quý vị có thể vào bất cứ một cái trang nào khi họ hoàn thiện. Thì cũng là hên xui thôi. Quý vị cứ vào chủ Swap hoặc nhận những cái token miễn phí Testnet thì quý vị sẽ có cơ hội nhận được airdrop hoặc là vào được Whitenet. Ok, và đến đây thì KTV xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay và hữu ích, quý vị hãy đăng ký, like, chia sẻ để cập nhật những video mới nhất và để cập nhật tất cả những cái thông tin về cái blockchain Aptos quý vị cần theo dõi mạng xã hội Twitter và cái mạng xã hội Discord. Đến đây KTV xin kết thúc video này.